Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ở trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng test so sánh hai cặp loa cao cấp dòng S của thương hiệu Bioneer đến từ Nhật. Đó là Bioneer S933 và Bioneer S180A. Đây là hai cặp loa cao cấp rất đáng chơi của thương hiệu Bioneer, sản xuất tại Nhật vào khoảng những năm 1975-1980. Hai mẫu loa này có mức giá khoảng dưới 30 triệu. Thì Dũng sẽ test so sánh hai cặp loa này kết hợp với chiếc âm ly Sansui Modern G5000. Đây cũng là một đối tác rất tuyệt vời của một trong hai mẫu loa này. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thẩm âm hai đoạn nhạc. Sau đó thì Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về các sản phẩm này. Tín hiệu được lấy trực tiếp từ một chiếc TV Ethernet thông qua chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao, chiếc Tobin DX5. Chúng ta sẽ test ra đoạn âm thanh này với chiếc Sansui G5000. Chúng ta sẽ nghe với âm thanh của S180A trước. Volume tôi chỉ nhích lên một chút thôi là nó rất mạnh rồi. Quý vị và các bạn đang nghe âm thanh của S180A. Tôi sẽ giờ sang cầu B để chơi một cặp S933. Đó là hai đoạn âm thanh rất tuyệt vời của hai cặp loa Bioneer hàng Nhật. Trong video này thì Dũng cũng sẽ sale giảm giá cặp loa Bioneer S933 của thương hiệu Bioneer đến từ Nhật. Đây là một cặp loa rất đáng chơi của thương hiệu Bioneer với mức giá chỉ dưới 30. Với cặp loa Bioneer S933 sử dụng một bát 30cm, một loa trung đô và một loa chép điện tử. Phần thông loa được hãng trang trí bên ngoài bằng gỗ lạ, màu bóng đen đỏ rất đẹp và sang. Cặp loa này có công suất là 100W trở kháng 8Ω hàng Nhật, rất đẹp. Mẫu loa này được sản xuất vào khoảng những năm 1975-1980. Thùng loa bóng loáng. Bioneer S933, tình trạng hàng bãi riêng mua bạc tuyệt đẹp, mức giá thông thường là 29 triệu. Trong video này thì Dũng sale giảm giá 1 triệu, mức giá chỉ còn lại 28. Đây là e căng của loa.
thì càng bằng lưới vải màu nâu. Tất cả zin nguyên bản hàng bãi tuyển chọn về từ Nhật, thì Dũng bao zin bao đúng hàng Nhật xịn. Phía bên đây thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa nữa của thương hiệu Pioneer, đó là S180A. Cặp loa này chúng ta nghe đoạn nhạc đầu tiên. Với S180A cấu hình là một bát 30cm, một loa mic carbon và một loa chép đôm. Phía mặt trước cũng tương tự như S933, là một lỗ thông hơi và hai nút tinh chỉnh. Phần thùng loa của S180A được hãng trang trí bên ngoài bằng simili màu gỗ. Cặp loa tuyệt đẹp. Mẫu loa này có công suất là 120W trên một thùng, trở kháng 6,3 ohm, hàng Nhật. Hai cặp loa này đều có trọng lượng khoảng 25kg trên một thùng. Kích thước chiều ngang ước tính 40, chiều sâu ước tính 40. Pioneer S180E, tình trạng hàng bãi zin nguyên bản, tuyệt đẹp. Thể dụng bao zin bao đúng hàng Nhật xịn. Mức giá của cặp loa này là 27.500.000. Và chiếc âm ly Tiến Dũng vừa phối ghép đó là chiếc G5000. Đây cũng là một chiếc âm ly rất đáng chơi và phối ghép rất tốt với một trong hai cặp loa trên. G5000 của thương hiệu Sansui, sử dụng 4 sò sắt. Chiếc này có công suất nguồn là 210W, vỏ gỗ zin, máy tuyệt đẹp, mức giá 19. Và chiếc đầu giải mã DC mà quý vị và các bạn vừa nghe, đó là chiếc Tobin DX5. Chiếc này có thể kết nối được với TV, với điện thoại, với máy tính, sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke. Chiếc này có chức năng thu sóng Bluetooth, có giải mã DC nhạc chất lượng cao từ cổng USB. Xuất ra ở hai cổng, cổng RCA và cổng ba lăng. Chúng ta có thể kết nối cùng một lúc đến hai dàn âm thanh. Đây là một chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao rất đáng chơi của thương hiệu Tobin, hàng chính hãng, đạt chuẩn Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless và chuẩn MQA. Chiếc này sử dụng hai chip giải mã cho tiếng rất tốt. Với tình trạng mới nguyên hộp, hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng, lỗi 1 đổi 1 cho Tobin DX5. Chiếc đầu giải mã DC này có mức giá chỉ 11.500.000. Thì Dũng đang có chương trình khuyến mại tặng theo một bộ dây ba lăng và một bộ dây quang. Hai món quà trị giá 650.000 kèm theo miễn phí vận chuyển. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Tiến Dũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.